Ui, có người luôn kìa. Ui, Ngami tàng kiếm, chịu giao. Bạn nào gì? Để nhà chơm cái rương, cái nhà chạy về. Bánh nồi, con tàng kiếm đừng bắt tao nha tàng kiếm ơi. Chết nghe mày rồi. Rồi tàng phế nè anh em. Chơi nó luôn anh em. Lóc luôn cái nè anh em. Ê nghe mày của mình. Cẩn thận. Ui đau vậy. Thôi phụ tí nữa à. Giờ mình sẽ chờ cái vòng. Đó có vòng rồi anh em ạ. Ở dưới là tiêu dao tàn kiếm. Hình như dưới cũng tiêu dao tàn kiếm Ngami á anh em. Khu 15 á. Team này cũng tiêu dao tàn kiếm Ngami. Nó tàn kiếm xịn hơn tàn kiếm mình nha. Tàn kiếm thức tỉnh. Nhà có thất thám nè. Mười lăm có địch. Y mình luôn á. Cầm tay. Nãy xuống chơm được cái rương của nó. Để anh em hồi bước 3 đi. À được rồi, nhanh được rồi, nhanh đang giữ né. Tại nhanh chưa muốn đánh. Chắc đi lên quá, đánh đánh đường lên đi anh em ơi. Quýt hẹo rồi hả quýt. Quýt đá hẹo. Lên lên trên trước đi, làm nhẹ mở con đường máu có gì xíu chạy cho nó dễ. Ui ơi chết nha chết nha. Ui bảy nồi bảy nồi bảy nồi không được không được, không thất thám được rồi, không thất thám được rồi. Căng thế vậy, nó có Nga Mỹ hồi máu lại hả? À, nhà lốc nó lên mà đang bị dồn cái còn có 30% máu không dám thất thám luôn. Nhà qua làm cái mà nào mình ăn không căng thiệt, toàn cầm tay không ta, quên xuống dưới luôn anh em. Lên nè lên nè. Rồi, ngon lành luôn. Thôi tiêu dao thất thám nha, cẩn thận. Càng thế mới có 3 ô thôi mà quýnh nhau nãy giờ bầm mình luôn. Rồi nó chết rồi đó anh em ạ. Vậy là bên năm có quýnh nhau hả ta? Ông áo tượng ra nãy giờ mình không hay biết gì luôn. Căng quá. Rồi. Cùng luôn. Vậy này kéo lại nè. Thuận 7x. Rồi, vô thôi anh em ạ. À, team này nãy trên xuống nè. Ui, tàn phế. Bẻ nồi, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Thì Vương đang xoay vậy. Trời ơi. À, kinh công hả mày. Của thần cơ chạy được không? Ok. Ngon lành luôn. Nó
ăn đồ rồi. Ý, bầu kích thơm. Lên trên luôn ha anh em. Tàn kiếm cẩn thận bật nén em ơi. Ủa, tiêu dao đâu rồi? Còn Nga Mi bên này nè anh em ơi, nhà kéo lại nè. Vậy lần tiêu dao chạy được à. Hãy giờ tản tản ra mấy khu ngoài bắt mấy con bò lạc đã gì đâu. Quá nè anh em. Chúng kèo được mấy lít rượu vô cái anh em quýnh hằng quá. Nay mùng 5 tháng 5. Nha Ngự Phong, nha Ngự Phong yên tâm. Lấy đồ mà. Xong hồi chiêu rồi đó. Rồi. Không mua được cục mà thật cũng hơi tiếc ha. À, tiêu dao thấy né còn hơn thấy ông nội nữa trời. Nhưng quên thấy đá chứ nhầm. Rung luôn em ạ. Tạm đội vẫn còn. Hết bầu kích à. Chạy đâu mất né rồi mà còn. Ôi thất thám vậy mà không xin nhé ta. Phải nồi thiệt chứ. Ra ba rồi. Không quên. Từ từ nha. Không còn lính để hồi chiêu luôn á. Ok người ta anh em ạ. Con còn khác qua nữa nha anh em ơi. Thúy Yên. À, tiêu dao nhiều. Như Thúy Yên nó chạy qua 24. Đây nè, nhỏ hết máu rồi, lướt vô cái nhỏ chết luôn. Ui, tiêu dao tàng kiếm huyền thủy. Ui, cẩn thận. Từ từ nha, đang spam lấy hồi chiêu lại cái đã. Rồi, tiêu dao chết rồi nha anh em ơi. Vô trong bảo kê anh em quá, vô trong. Cẩn thận chùm. Cốc máu nè anh em, cốc máu nè. Ủa mới ăn cục máu mà nhà không thấy cục máu đâu luôn á. Rồi ok, chờ hồi kỹ năng lại đi, chờ ảo tưởng thôi anh em ạ. Còn gì mới chạy lên ta. Sáu và năm. Rồi, đi thôi anh em ơi. Ô anh em có bầu kích luôn, thơm quá thơm rồi. Còn bí kíp kìa anh em. Còn để đây nha, bắn cho. Để nha bắn cho. Hết hồn che, trời ơi. Nó hoài ta. Chạy luôn rồi. Rượt theo nó luôn. Chạy đâu. Vãi nồi, chết không? Chết, đủ đam. Quá, từ từ anh em ơi, hết combo rồi anh em ạ.
Anh em hồi máu đi, hồi máu đi, hồi máu đi. Nó không cần được quần, chắc nó chơi iPhone nó không thấy được cái thời gian hồi chiêu quá. Họ chết một cái anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi? Nó không có quà 8. Để nhà về lại sao? Ôi nó bên 7 nè. À lóc trượt anh em ạ. Con đó có bạo kích nha anh em, cẩn thận xíu nha anh em ơi. Quẹt vậy mà không trúng lính nào. Từ từ đi, từ từ đi, còn 1 phút mà anh em. Nó lóc nghe mi mình cái là hơi hơi mệt ạ. Rồi 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 rồi. Ha, tính lóc nghe mi mình, ôi thanh niên. Tính đằng hiếp nghe mi mình. Nó chạy qua rồi chứ, nó quay lại á. Đằng kiếm qua 12 nè, đằng kiếm 12 nè. Trời ơi, anh em chạy ra tôi tưởng đằng kiếm, ôi trời ơi, chết rồi. Hồi chiêu lẹ, hồi chiêu lẹ, hồi chiêu lẹ, hồi chiêu lẹ. Ê, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Anh em Gami đã chạy ra cái nhà tưởng đằng kiếm nó ra lóc nữa. Đang canh. Rồi, nhai đen ở 8. Không, không nha, không có mua, không nha, không có mua. Ý, bỏ kích, bỏ kích. Đâu rồi ta, hay có thằng kiếm. Ghê vậy. Nhà đang đứng chặn cửa thôi đó anh em, không làm gì, chờ nó qua thôi. Ý, nó qua 8. Mất né rồi. 6. Lên lại 1. Chạy lẹ kìa ta, thanh niên này. Ù, nó chạy kìa. Chạy 33 rồi. Ui bán nồi trận đầu. Không được. Cục máu khu 1 anh em ơi. Nó lên 7 lên 8. Mất né chạy 8. Rồi chết. Ăn nguyên thất thám chết luôn. Rồi hay quá. Lâu lâu có một cái trận quýnh căng cực kỳ luôn anh em ạ. À.